Sự tích cây hoa đào ngày Tết. Ngày xưa, ở phía đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt có một cây đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào sum suê, to lớn khác thường, bóng rậm che phủ cả một vùng rộng. Có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy trú ngụ ở trên cây đào khổng lồ này, tỏa rộng uy quyền, che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỷ dữ hay ma quái nào bén mảng lui đến, hắt khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của hai vị thần linh. Mà quỷ rất khiếp sợ vì vũ sấm sét của hai vị thần, đến nỗi sợ luôn cả cây đào, chỉ cần trông thấy cành đào là bỏ chạy xa bay. Đến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Uất Lũy phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, hai thần vắng mặt ở trần gian, ma quỷ hoành hành, tác oai tác quái. Để ma quỷ khỏi quấy phá, dân chúng đã đi bẻ cành đào về cắm trong lọ. Những ai không bẻ được cành đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hình hai vị thần linh dán ở cột trước nhà để xua đuổi ma quỷ. Từ đó, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng đi bẻ cành đào về cắm trong nhà trừ ma quỷ. Lâu dần, người Việt quên mất ý nghĩa thần bí của tục lệ này, không còn tin mấy ở ma quỷ thần linh như tổ tiên ngày xưa. Ngày nay, hoa đào, hoa mai tươi thắm khắp nhà nhà vào dịp Tết và sắc giấy đỏ hồng điều với câu đối hòa hợp được trang trí mấy ngày xuân trong không khí vui vẻ, trong sáng. Câu chuyện đến đây là hết rồi, thật là thú vị phải không các bạn? Các bạn nhớ click vào nút đăng ký để xem nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện nhé.